Cô gái này nói mình khó chịu ở ngực, kéo tay Tần Lập đặt lên người mình, muốn Tần Lập chữa bệnh giúp cô. Dáng người nóng bỏng của cô hút mắt những bệnh nhân xung quanh, mặc dù Tần Lập kháng cự, nhưng vẫn bắt mạch giúp cô ấy, vì đây là cuộc thi giữa anh và ông Đường, trung y số 1 Dương Thành, người thua sẽ phải rút lui khỏi giới trung y. Tuy nhiên, sau khi bắt mạch xong cho cô gái, Tần Lập rất nghi hoặc, mạch của cô bình ổn khỏe mạnh, không giống như mắc bệnh. Đột nhiên có tiếng ồn ào truyền tới từ y quán đối diện, Tần Lập quay đầu lại nhìn, hình như có chuyện gì đó, ông Đường chẩn đoán sai, chữa bệnh mà khiến người ta nằm gục luôn. Cô gái váy đỏ thấy vậy, lập tức nói cô choáng đầu rồi ngã gục xuống. Lúc này ông Đường chạy tới nói với Tần Lập, nếu không chữa khỏi cho cô ấy, cuộc thi này chúng ta chỉ đành tính là huề nhau. Tần Lập thấy thế, móc từ trong túi điều trị ra một cây châm lớn nhất, nói là sẽ dùng châm này chữa bệnh cho cô gái, phải cực kỳ cẩn thận, nếu không lỡ đâm sai, rất có khả năng sẽ tàn tật suốt đời. Cô gái nghe thấy Tần Lập nói thế, lập tức ngồi dậy, nói là thực ra cô không mắc bệnh, cô được ông Đường cử tới để gây rối. Tần Lập nhìn ông Đường với ánh mắt lạnh lùng, tuyên bố ông ta đã thua. Ông Đường chưa cam tâm, càng quấy nói rằng ông là đệ nhất danh y ở Dương Thành, tới thị trưởng Lưu cũng phải nể ông. Tần Lập nói đầy khinh thường, dùng thủ đoạn hèn hạ thì gọi gì là danh y, ông còn không xứng làm một bác sĩ thông thường. Ông Đường tức quá bèn gằn giọng, cậu cứ chờ đó cho tôi, món nợ này tôi sẽ tìm cậu tính sổ.